Cuộc đối đầu nội bộ Italy giữa Musetti và Anadi đã tạo ra nhiều hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Rất nhiều những pha đôi công đã được tạo ra, và nếu như trong set 1, Musetti là tay vợt chơi tốt hơn để có được thắng lợi 6-3, thì sang set 2, Anadi là người có được lợi thế, và những lỗi đánh hỏng của Musetti đã khiến cho trận đấu phải bước vào set quyết định. Tại đây, sai lầm chỉ xuất hiện khi cả hai tay vợt bước vào loạt tie break. Anadi là người không thể kiềm chế được cảm xúc. Một tình huống đập smash không cần thiết của tay vợt này đã giúp cho Musetti có được chiến thắng chung cuộc. Tỷ số các set là 6-3, 4-6 và 7-6 dành cho Musetti. Trước đó, Francisco Cerundolo đã tạo ra thế trận vô cùng lấn lướt trước Van As. Hạt giống số 4 lên công về thủ một cách vô cùng hiệu quả để khiến cho đối thủ phải mắc lỗi. Với thế trận một chiều, Cerundolo tạo ra tới 10 cơ hội bẻ game trong cả trận. Tay vợt người Argentina cũng chuyển hóa một nửa trong số đó để dễ dàng giành chiến thắng trước đối thủ 19 tuổi. Tỷ số chung cuộc là 6-2 và 6-3 cho nhà đương kim vô địch của giải. Lọt vào vòng trong, Cerundolo sẽ đánh dấu trận tứ kết thứ 8 trong mùa giải này và là lần thứ 6 trên mặt sân đất nện. Trong khi đó, tại sự kiện G-Start, Dominic Thiem chỉ phải đối đầu với một tay vợt đến từ vòng loại là Medvedev. Thế nhưng, nhà vô địch US Open năm 2020 đã không thể áp đặt được lối chơi. Chỉ có set 2 là Thiem mới thể hiện được sự vượt trội của mình bằng những cú quả rất nặng từ dưới vạch cuối sân. Còn về phía Medvedev, tay vợt người Serbia chơi ổn định và tận dụng rất tốt những sai lầm của Thiem. Để rồi sau 2 giờ 15 phút trên sân, cú giao bóng với vận tốc hơn 200 km/h của tay vợt 19 tuổi đã khép lại trận đấu với tỷ số 7-5, 2-6 và 6-3. Trận thắng này cũng giúp Medvedev có trận tứ kết đầu tiên ở trên tour.